trước khi đảng nhà nước mình muốn mở ra đặc khu kinh tế đó thì đã qua 500 đại biểu rồi, người ta họp hội lại hết với nhau rồi, người ta bàn bạc hết với nhau, người ta mới thống nhất lại một cái, người ta mới đưa ra một cái quyết định đó. Chứ không phải mà muốn làm như bác Nguyễn Xuân Phúc đưa làm cái là bác sĩ Nguyễn Xuân Phúc tôi cho mướn, là tôi một mình tôi cho mướn, không có qua họp hội đại biểu quốc hội gì hết. Như vậy là đâu có phải, rồi mà nó không mà đấu thừa như vậy hả? Muốn bác Nguyễn Xuân Phúc muốn đưa cái ý kiến gì ra thì phải họp quốc hội đại biểu 500 đại biểu đó, họp hết bàn lại hết, người ta mới thống nhất lại một cái là đồng ý có lợi cho đất nước, lợi cho nhân dân, người ta mới đưa ra ý kiến đó. Như vậy mà cố tình ba que, nó khốn nạn mà nó không bao giờ nó biết. Nó biết mà con chứ không phải nó không biết, nó biết mà nó cố tình. Nó cố tình nó lật ngược lại. Đặng chi đặng nó nói là đất nước nhà nước mình bán cho Trung Quốc. Mà bà con nên nhớ nè, bà con nên nhớ, bán cho Trung Quốc đúng không? Bán đất, Việt Nam mình đất mình bán cho Trung Quốc rồi. Bà con nhớ, như vậy bán là bán ngày xưa rồi, chứ đâu phải để cho đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà phát triển như vậy mới bán đâu. Bà con nên nhớ điều đó, bán là bán thời năm 79 á, là bà là không có đi đánh Trung Quốc với Bắc làm như thế nào, Bắc đánh với Bắc làm gì, đúng không? Bán là bán luôn lúc đó luôn, là cho nó luôn lúc đó rồi. Mắc cái gì mà tới ngày hôm nay đất nước Việt Nam mình phát triển rồi mà mới đi bán. Bà con nên nhớ điều đó, mình phải nên cảnh giác, mình phải nên tỉnh táo là chung lúc đó nha. Bà con nên nhớ cái điều này, đất nước mình á hiện nay phát triển rất là nhiều, nhưng bà con nhớ cho rõ cái điều này, đừng bao giờ nghe lời của đám chính quyền ngụy quân ngụy quyền. Nó nói là nó thương người dân đúng không, nó thương người dân mình, mà lúc nào nó thương người dân mình, nó phản đối những điều đảng nhà nước làm thì nó phản đối cái điều đó đi. Ăn rồi điều đó đảng nhà nước làm chưa đúng mà phản đối đi, còn nó này nó nói thêm một câu, câu trước cái lời câu sau, nó phản đối đảng, lật đổ cái chính quyền của mình. Bà con nên nhớ, nó đòi lật đổ chính quyền mình. Bà con nhớ cái chính quyền ngù nhìn của nó để cho dân nhân dân mình khổ không hả? Nó cưỡng hiếp, nó cướp bóc hả, nó cướp bóc người dân mình khổ như thế nào, bà con nên nhớ cái điều đó ha. Bà con nhớ để cho cái đám ba que đó, đó nó một số thành phần á, chừng giỏi 100 người, cho nó 100 người, con tôi cho nó gom hết lại cho 200 người kéo biểu tình đi đó, chuyện này xúc nó hết lên. Tôi mong đảng nhà nước ra lúc này thiết kế cái cùm chân y như cái cùm bên Mỹ vậy đó, những thành phần đó đó bà con đưa về cùm hết cho tôi, hãy cùm cho nó chừa, đi tới đâu vậy mày là đồ phản quốc, đồ phản động, cùm hết lại, địch con mẹ lũ ba que chúng mày, nghe chưa? Nên nhớ nè, nghe ba que tụi lúc đùa lũ chó chúng mày, đâu bữa nay ba que chúng mày đâu hết trơn rồi, chết ở đâu hết rồi, không còn vô đây nữa hả? Linh hồn tụi mày giờ bữa nay chết hết rồi hả? Thì tao giật mặt rồi không dám chung vô đây chữ nó hả? Địch con mẹ lũ ba que chúng mày hả? Hết dám vô rồi, địch mẹ lũ chúng mày ra nha. Cái khu đặc khu kinh tế Việt Nam mình đó là làm sao tất cả nước hết rồi bà con. Không phải là Việt Nam mình mới làm lần đầu, Mỹ nè, Nhật nè, Hàn Quốc nè, Campuchia nè, đều đất nước người ta lân cận, người ta đã làm khu đặc khu kinh tế hết trơn rồi, cũng phải Việt Nam mình. Mà chẳng những mình cho thuê đất còn đỡ nha, mình cho thuê 99 năm đó để làm chi, đặng những cái vùng vịnh ở ngoài biển đó, là đặng cho Trung Quốc đừng có lấn chiếm. Nói thẳng luôn là nhà nước mình cố ý làm như vậy đó, nó muốn làm vậy. Tất cả những khu đặc trị mà khu đặc khu kinh tế đó là của tất cả nước trên thế giới nó làm như vậy, thì những thằng Trung Quốc nó cũng không giờ nó dám làm điều đó đâu. Bà con nên nhớ điều đó, chứ đừng có nghĩ cho thuê 99 năm tu nữa, thật cho thuê 200 năm luôn, giấy tờ còn đó, giấy tờ khu dự vực rồi cho thuê, đâu phải là cho thuê Trung Quốc đâu, đâu phải một nước Trung Quốc Trung Quốc đâu, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, tất cả nước, mấy trăm nước nó nằm trên cái khu đặc khu kinh tế đó, chứ không phải riêng gì khu Trung Quốc đâu. Mà nhà nước mình cho là mở ra cái khu đặc khu kinh tế đó đó, là thằng Trung Quốc nó rất là cay cú, nó rất là sợ à, nó rất là nóng. Bà con nên nhớ điều đó. Mẹ nó, mình nói thật với bà con đó, lúc này mình rất là buồn, mình không có muốn lên livestream lên cò gì nữa hết á. Mà thật sự thấy cái đám ba que xỏ lá này như vậy đó hả, nó thật lộng hả, không bao giờ muốn câm miệng ra được. Mà mình muốn á, lúc mà chờ cơ hội, mà lúc mà nó đi biểu tình đó đó, lúc đó quất nó, chờ cơ hội mà lúc nó đi biểu tình đó,
mà lấy cái con đầu sỏ nào đó giọng vô địt con mẹ lũ chúng mày, tao chờ lũ chúng mày đi biểu tình. À, nó nói tụi bay á, tao nói tao biết trước, tao biết mà tham gia chính trị thì sớm tao không có đẻ rồi, tao có đẻ để làm chi, con đứa lớn 24 tuổi rồi, 23-24 tuổi rồi, mắc cái gì nó đẻ. Biết cái vụ mà tao tham gia cái cuộc này á, cuộc này mà tao đấu với ba que, tao không đẻ. Một thân một mình tao làm chi để đi đánh tụi mày, địt con mẹ tụi mày, tao đánh nó vô cái mỏ tụi mày, gụng răng gãy răng tụi mày hết, mắt tụi mày phải cho mang xôi hết, địt con mẹ tụi lũ chúng mày phải như vậy đó mới xứng chứ, ngồi chửi hoài mệt lắm, phải đánh. Tao nói đứa nào mà lôi ra kéo điện tình mà đòi chống đảng nhà nước, phá đảng nhà nước, nắm đầu quánh, hỏi mày nhà nước làm sai chỗ nào, mày biết lực nhà nước làm ra chưa, sao chưa hả, nhà nước cho thuê 99 năm mà mày biết nhà nước đang làm gì không, mày đi kéo điện tình đánh trước nói chuyện nó sao cho nó chừa mẹ nó. Thiệt chứ bà con, mình là phụ nữ thật sự, thật sự mình là phụ nữ, cái tính của mình là đàn ông. Thấy cái đám ba que chó đẻ này, thật sự mình không bao giờ mình kiềm chế với nó được, bà con thấy không nha. Công an hả, tao nói cho mày biết nè Sơn Tùng, đủ con đỉ mày, mày tao nói mày á, mày là cái thằng mày đi chế ảnh cắt ghép này kia kia nọ anh chị em nó, tao đủ con đỉ mày, tao chờ xui đắc khiến ông chờ ông mở mắt cho tao thấy mà biết mày đi, đủ con đỉ mày, mày đánh mày đâm mày rồi tao đi ở tù tao cũng ở, tao thích là vậy đó, cho tụi mày chưa ha, đừng chi đừng chi, lúc á mà tao quánh tụi mày á, tao quánh cái con đầu sỏ, thằng đầu sỏ nào cho nó nằm một đống đó đó, đừng cho báo chí đồ lại ha, cho đài truyền hình đồ quay đưa lên, đừng chi mẹ tao đâm chết thằng đó đó để làm gương cho những cái đám mà phản động trong nước, tao làm điều đó đó mày biết chưa, địt con mẹ tụi bay, tao phải như vậy đó, tao thích làm một đứa như vậy đó, đừng chi để làm gương, để làm gương những cái đứa phản động trong nước cho nó chừa, đừng có đó nó quan tưởng nó đòi lật đổ cái chính quyền này, đừng có đòi mà xuyên tạc cái đất nước này nữa, địt con mẹ lũ chúng mày nha nha. Thằng Nguyễn Hưng, thằng Nguyễn Hưng này là cái thằng mà đi lên nhà bé Nhi đi đúng không, địt con mẹ mày, mày lên mày hỏi cái từ ngu đây chứ gì, thằng chứ gì đúng không nha, thằng chó đẻ Nguyễn Hưng hả, ơi thằng chó đẻ mày lên đây mày nói gì, mày lên nhà của lên mày hỏi Nhi á, từ ngu là từ mặt của mày sao mày già mày ngục như vậy, mày lên mày hỏi từ ngu, mày hỏi từ con voi từ ngày xưa sanh ra là từ con gì, từ con là từ con tượng, địt mẹ mày, mày ra mày mày già đầu, mày lên mày hỏi cái từ ngu là từ gì hả, mày có ngu quá mày, mẹ mày đi con nghĩ mẹ mày ngày xưa nó sinh mày ra nó đéo có biết dạy mày hả, hả đúng chưa, con nghĩ mẹ mày sinh ra nó không hiểu mày từ ngu, cái lỗi ngu là cái lỗi mày đó, mày biết chưa, đảng nhà nước ra là được cái gì mày biết chưa hả, thằng chó đẻ hả, thằng súc sinh, địt con mẹ mày, tao chửi tao đéo cho mày nghe, tao cho đéo cho mày nói, tại vì mày là cái lỗi là cái gì, cái lỗi không có biết điều biết chuyện, tao cố tình tao đưa cái diễn đàn tao mời mày lên đây tao chửi mày cho nó đã, địt con mẹ mày đi về mày bú cái lồn con đỉ mẹ mày, mày đi nghe chưa, không không có cho nó xuống để chửi cho nó nghe nè, mày á mày kêu con đỉ mẹ mày á cởi cái quần ra cho mày chơi đi, rồi mày chơi lúc đó đó hỏi má ơi con chơi má gì nè, con có ngu không, con búa loại đi con mẹ nhà mày, mày có con BD không, chửi mày như vậy đó á, cho mày chừa để mày lên cái diễn đàn con nít mà mày hỏi cái từ ngu, cái từ con voi là cái gì, địt mẹ lũ chúng mày ba que chúng mày nghe chưa, tao phải chửi ngày hôm nay, tao ngày tao chửi của ba que chúng mày đó nha, chị biết nó là thằng Nguyễn Hưng, thằng Nguyễn Hưng là cái thằng mà lên hỏi bé Nhi là từ ngu là từ gì ha, từ con voi là còn gọi là từ con gì đấy, phải gọi cho mày đó như vậy đó, địt con mẹ mày ra Nguyễn Hưng mày mày đi ha, cái loại xúc vật lớn đầu mà ăn nói chuyện với con nít mà như vậy, à mày lên trên diễn đàn á mày nói mày lý luận với bé Nhi từ ban đầu đi thì tao không bao giờ tao chửi mày, từ ban đầu mày lý luận mà đàng hoàng lịch sự thì tao đâu có chửi mày ha, úp tụi mày ha, tao nói rồi tao sẽ úp chúng mày, không phải một mình tao đâu, tụi mày chờ chống con mắt đó tụi mày coi, đủ má cất với mà ba cái máu quần què dơ của bệnh viện đó, tao đi lấy ra tao móc từ bọc hết trơn rồi, tao lúc đó tao vô từ bọc hết trơn rồi ha, tao sẽ lấy ba cái máu quần què dơ ở trong bệnh viện á ha, vô từ bọc cất, tao cũng vô từ bọc, đủ má đứa nào mà kéo biển tình mà đông đông là máu quần què dơ bọc bọc tao thảy vô trong cái đám biển tình nó hết chết con đĩ mẹ tụi bay,
tao không có chơi với tụi bay chơi bằng ba đánh bằng đập cái gì chăng á, chơi cứt với ba cái quần què dơ là cứ thảy vô cái đám điển tình chúng mày, địt con mẹ đám ba que chúng mày, nghe chưa? Mày coi từ đây đây sắp tới coi tụi mày coi được còn mấy đứa đứa dân chủ như chúng mày, đứa nào ha, nhóm nào mà ra điển tình thì đảng nhà nước chúng tao á nắm hốt vô mày vô xe thùng á, qua cái hốt hết ra nhiêu hốt hết thử coi tụi mày được bao nhiêu đứa hốt rồi xong á, hốt rồi xong tụi mày á, mỗi một đứa cùm vô một cái một cái kiền vô cái cùm chân nè, tụi mày chống con mắt ra đảng nhà nước sẽ cai trị tụi mày như thế nào, cai trị mày y như Mỹ cai trị tụi mày ở bển vậy đó ha. Tao nói cho rồi, bây giờ là ít chửi tụi mày, tao ít chửi tụi mày, bây giờ tao phải chửi như vậy đó ha. Tao đâu có muốn chửi tụi mày nữa, giờ chửi hoài mệt lắm, bây giờ phải hành động với tụi mày thôi. Ngồi đi chửi qua mày, tao chửi tụi mày qua, tụi mày chửi lại thì thấy tao thấy vô nghĩa. Trời, có cơ hội nào tụi mày biển tình bắt đầu đập quánh đứa nào á, đụ đỉ mẹ đứa nào mà đầu đạn á là quánh vô trong cái mỏ đó. Tụi mày nhớ cái thằng gì mặc áo nê u gì đó, na u gì đó không, Dũng gì đó, tụi bay nhớ không? Đụ má đánh nó, tụi bay máu phúng ra, tụi bay thấy không? Tụi bay nhìn thằng đó đi, tụi bay nhìn thằng đó đi, rồi tới tụi bay nè, địt của mẹ chặn này tao quánh, tao nói quánh tụi mày tơ tả hết. Là lần này tụi mày á, kêu tiền cái đám mà chó đẻ súc sinh mà đám bên Cali á, hang nó gửi tiền về cho tụi mày nhiều lên, đủ con đỉ mẹ chúng mày, quánh chết con đỉ mẹ chúng mày hết cho tụi mày chừa, nghe chưa? Hang thôi giờ tao chửi như thôi, máy tao còn có 10% pin là tao không chửi nữa, tao tắt đây, địt con mẹ lũ chúng mày ra.